Xin chào mọi người, mình là Yến đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một bài nhảy của Justin Bieber nhá. Bài có tên là Come Around Me. Let's go. Bài nhảy hôm nay thì mình cũng chia thành hai phần thôi. Phần thứ nhất thì đầu tiên mình sẽ nhảy mẫu cho mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ đến phần giải thích chi tiết từ động tác nhé. Đầu tiên, tay phải, phải phía bên này, trái phía bên này, tay phải mọi người nắm để bước về phía trước, tay trái tương tự. Tiếp theo, mọi người kéo cho mình cái tay trái về hông. Khi kéo mọi người có thể ngửa kéo về thì lại úp, hoặc mọi người để nguyên như thế này, kéo về đều được, ngửa hoặc là như thế này đều được nha. Đến phần động tác chân thì mọi người lùi cho mình bằng chân phải, lùi thu, lùi thu hai bước. Khi lùi kết hợp nhún nhún thẳng, nhún thẳng, tự lại một lần nữa này, cả chân cả tay, nhún nhún. Bây giờ các bạn thêm cho mình cái lớp vai nữa, đẩy vai trái ra sau, khi nhún về, nhún về. Bây giờ mọi người kết hợp ba lớp nhé, đi nào, nhún về, nhún về, lại lần nữa, đi nhá, một này, hai. Tiếp theo, mọi người đặt hai tay song song ở phía trước của mình. Bây giờ đi tay thu về, người để phía trước, tay giữ nguyên, người để qua phải, và sau đó hai tay vòng vào nhau, hất xuống thì thả lỏng chân trái của mình và đưa lên. Thử lại nhá, dừng này, sang và khi mọi người thả lỏng chân, mọi người hơi đứng cái chân phải xuống cho mình. Hình dung nhá, đang ở đây đúng không? Thả ra này, hù về, nhún thả chân về. Thử lại lần nữa, đặt người lên, sang phải và hù, tương tự lên qua trái và thả. Bây giờ mọi người thử động tác từ đầu đấy nhá, đi nào, lùi một, lùi hai lần, đặt lên phải và thả, đặt lên trái và thả. Tiếp theo, đặt tay phải lên ngang, trái lên cao, lên cao, hai tay xuống và thả tay phải xuống, tay trái lên, mở ra. Sau đó thì là của động tác phần tiếp theo. Ok, bây giờ mọi người thử lại động tác một lần của mình này. Đi nhá, lùi và lùi, đặt lên phải, hù, đặt lên trái và hù, phải trái lên, lên và mở. Nhanh hơn một chút này, đi nào, lùi và lên phải và lên trái, đặt đặt lên lên xuống và. Bây giờ mọi người thử cách nhịp cho mình nhá, nhịp chậm, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 và 6 7 8 1 và 2 3 4 5 và 6 và 7 8. Nhanh nhá, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 và 6 7 8 1 và 2 3 4 5 và 6 và 7 8. Bây giờ thì mình sẽ nhét nhạc vào miệng cho các bạn này. Chấm ta 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 hồng.
ti ta 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 la you pull me lap chop ta 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 how do I think you pull me ta 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 và nhanh nè na na ta 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 phần trước thì tay trái mọi người đang ở vị trí này đúng không? Tay phải ở dưới. Bây giờ hai tay đổ chỗ cho nhau, tay trái thì chọc xuống, tay phải thì chọc lên, và sau đó mọi người cố rung tại chỗ cho mình thử nhá. Ok, bây giờ này kết hợp nhún người xuống, nhún. Ok lại này, lên và chọc. Nhớ là phải rung tại chỗ nhá, thử lại. Lên và chọc. Tiếp theo lên thẳng người và vỗ hai tay về phía trước. Tiếp theo mời ta đang chéo tay này, mở này và sau đó thu nắm kéo về hông. Còn về phía chân khi mọi người đang chéo thì hơi trùng cho mình cái đầu gối chân phải xuống. Tiếp theo tay ra thì trùng đầu gối chân trái và về thẳng. Tiếp theo bây giờ mọi người bước lùi, bước chéo và lùi phía chân trái, thu chân phải về, tương tự lùi phải. Khi mọi người bước như vậy thì hai tay đồng thời này, bên trái thì đặt bên trái và kéo về thì thất, tương tự đổ tay phải phía dưới. Thử lại nhé, lên và chọc, hền đập, chéo ra, kéo hông và vẩy và vẩy. Làm lần thế này, mở hền chọc chấm chéo ra hền. Làm lần nhé, mở chọc chấm chéo và về hền đi đi. Tiếp theo thì mình sẽ ghép nhịp cho phần 2. 5, 6, chậm nhé. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng ý, khi mà mọi người đi như thế này này, mọi người sẽ có thể kết hợp thêm dướn người sang, đưa cái vai ra, đưa vai, thu về, đưa vai, thu về, hoặc có thể mọi người đưa thêm cho mình cái đầu, giữ lại vai này, đưa đầu kìa, đưa và đưa. Đó, thì mọi người có thể tùy kết hợp như thế nào á, thì mọi người tự free cho mình, ok chưa? Còn về cơ bản, chân phải đi sang và tay làm như thế này nha. Bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp chậm. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến nhịp nhanh. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo thì mình sẽ ngân nga theo nhạc để các bạn vào nhé. Vào nhạc chậm. Ta 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 ta. And the way motion, motion in my love, love the way you love, you move. Ta 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 you play. Bây giờ thì mình sẽ vào nhạc tốc độ nhanh hơn. Ta 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 ta, and the way motion, ta ta ta,
Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tập xong bài Come Around Me của Justin Bieber. Thì mình mong là các bạn sẽ hoàn thành bài này trong thời gian sớm nhất. Cố lên nhé.